Bác chào tất cả anh em đã và đang theo dõi kênh Tùng Audio Hải Dương. Và tiếp tục là em đẩy liềng vang GIS 6500XTRA. Ở video trước thì em đã báo cáo với tất cả bác và anh em đã về hàng được mẫu đẩy liềng vang GIS 6500XTRA này rồi. Và ngày hôm nay thì bên Tùng Audio sẽ làm một video test chất âm, cũng như là định nghĩa một số tính năng có ở trên em GIS S6500XTRA này cho các bác và anh em cùng trải nghiệm với em Tùng luôn. Và em sẽ giới thiệu lại một lần nữa cho những anh em mới đăng ký kênh cũng như là mới theo dõi bên Tùng Audio Hải Dương. Đây là mẫu đẩy liền vang thương hiệu của Zia S6500XTRA. Mẫu này là dòng sản phẩm chính hãng của công ty Zia. Anh em nhận hàng thì có thể là kiểm tra qua mã QR, nhận hàng check hàng thoải mái với mẫu này, có tem mác, phiếu bảo hành của nhà sản xuất. Đấy, anh em nhận hàng thì cứ yên tâm với Zia đi. Một trong những thương hiệu cũng rất là lớn trên thị trường thanh Việt Nam. Mẫu này thì sẽ là bao gồm cả đẩy và cả vang đi kèm với nhau. Vậy nên là các bác và anh em mua về thì sẽ không phải tốn tiền mua âm ly, hay anh em không phải trang bị thêm cục đẩy. Bởi vì với mẫu đẩy liền vang này thì đã có cả đẩy cả vang rồi. Thì anh em hát cái dòng GIS 6500XTRA này thì nó sẽ cho ra một tính năng hát, là một tính năng của mẫu vang cơ thuần, nhưng mà tiếng chất âm echo vang nhại rất hay nhá, rất hay, có la lá một chút của vang số. Và tiếng chất âm của em GIS 6500 này em đánh giá là thuộc loại đỉnh nhất của dòng đẩy liền vang. GIS 6500XTRA hiện nay bên Tùng Audio thì sẽ có phiên bản màu đen cho anh em. Và ở volume này, các bác nhìn một chút ở volume thì sẽ có mặt đèn nét, và nhìn nó rất là đẹp. Nếu các bác và anh em để phòng hát gia đình thì quá tuyệt vời rồi, nhìn rất là sang trọng, rất là lịch lãm với em GIS 6500XTRA này. Mẫu này thì ở phần dưới, ở phần trên thì là cục đẩy để cho anh em có thể là ghép đối với loa, để các bác và anh em đánh ra những đôi loa phòng hát gia đình khoảng tầm bát 30 đổ lại. Và ở mặt dưới này thì nó sẽ là giống như một chiếc vang cơ. Vang cơ ở đây thì sẽ có rất là nhiều tính năng, anh em có thể thấy luôn, có delay, có phần repeat, có phần chỉnh bass mic chép dành cho cả echo effect. Và ở mặt trước thì sẽ có 3 cổng cắm mic dây hoặc là mic không dây cho anh em kết nối với mic không dây hoặc là mic có dây. Và cũng có giải của mic để anh em điều chỉnh giải bass mic chép của mic và giải bass mic chép dành cho music cho các bác và anh em nhé. Đấy, mẫu này thì ngay bây giờ em sẽ cùng các bác đi test chất âm. Và trước khi đi phần test chất âm thì em giới thiệu một chút ở cái phần kết nối. Mẫu GIS 6500XTRA này cũng có đầy đủ các cái cổng kết nối như là USB, kết nối Bluetooth hay là kết nối cổng quang cho anh em. Ok, hiện tại thì em sẽ cắm mic dây để em test chất âm với em GIS 6500XTRA nhé. Ngoài ra nếu nhà các bác và anh em có mic không dây, anh em cắm vào test thì chắc chắn rồi, rất là hay luôn. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. Ok, các bác và anh em đã cùng nghe em Tùng test chất âm của em GIS 6500XTRA. Các bác và anh em có thể để lại cái phần bình luận của bác ở dưới phần bình luận của video giúp Tùng Audio, cũng như là tất cả anh em đang có ý định mua trang thiết bị âm thanh vào có thể tham khảo với những cái bình luận của các bác. Mẫu này thì em đã đánh giá rồi, là một mẫu đẩy liền vang rất hay, rất đỉnh, tiếng echo vang nhại, nó la lá giống một chút vang số, tiếng âm thanh rất mềm. Tiếng sáng cao dễ hát cho anh em. GIS 6500 kết hợp cả 2 trong 1 tiêu chí cho các bác nhé. Mẫu này thì em bật mí ở video trước là giá là dưới 5 triệu đồng một chút với em GIS 6500XTRA này. Và anh em nào muốn mua thì liên hệ trực tiếp qua cửa hàng Tùng Audio nhé, luôn luôn có giá tốt cho tất cả bác và anh em. Mẫu này là dòng sản phẩm chính hãng của công ty Zia. Anh em nhận hàng có thể kiểm tra, có bảo hành 12 tháng của hãng và một đổi một trong 1 tháng các bác và anh em. Ok, video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.